Điệp khúc được mùa mất giá thì không còn xa lạ đối với bà con nông dân. Và nếu như rớt giá thì họ chỉ còn biết chờ đợi vào những cuộc giải cứu nông sản. Sau dưa hấu miền Trung, đến lượt bí đỏ của Đắk Lắk cũng dưa thừa và kêu cứu. Từ mức 6.500 đồng 1 kg đầu vụ, giá dưa hấu chỉ còn từ 1.000 đến 2.000 đồng 1 kg, khiến cho người dân ở tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi phải đổ đống bán tháo. Người trồng dưa mỗi sào thất thu cả chục triệu đồng. Trước việc dưa rớt giá do thị trường chững lại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các tổ chức, các hội đoàn từ trên mạng xã hội Facebook và các hội đồng hương tổ chức giải cứu, tìm thị trường đưa các tỉnh phía Nam để đưa dưa của nông dân ra khỏi ruộng. Sinh viên tại Quảng Ngãi cũng tìm cách đưa mặt hàng này đến với nhiều địa phương khác để dễ tiêu thụ. Ngoài dưa hấu thì bí đỏ cũng là một mặt hàng đang khó tiêu thụ tại xã Cư Giang, huyện Eak, tỉnh Đắk Lắk. Với 60 tấn tồn dư, khá may mắn là số lượng bí đỏ đã được tiêu thụ trong một hệ thống siêu thị ở khu vực phía Nam với giá không lãi là 4.900 đồng 1 kg trong vòng một tuần.